tặng 100 bông hoa hồng cho 100 người phụ nữ nhân dịp mùng 8 tháng 3. Chào mọi người, lại là Hải Vót đây. Thì ngày hôm nay nhân dịp là sắp mùng 8 tháng 3, cho nên là mình quyết định làm một cái gì đó thật là ý nghĩa nhân dịp này. Những bông hoa mà tặng mọi người thì mình sẽ tự tay đi mua và tự tay làm. Đây, bà chị, tặng bà chị chờ mùng 8 tháng 3. Chờ bà chị bán, không tin là mình tặng thật. Khi mà mình quyết định mình làm cái việc này thì trong lòng mình cảm thấy rất là vui và không biết phản ứng của mọi người sẽ như thế nào. Mình thì mình từng có một cái suy nghĩ là có những người phụ nữ ấy thì người ta sẽ không bao giờ nhận được một bông hoa nào, chứ cũng không nói gì đến ngày 8 tháng 3. Cho nên mình đã quyết định làm việc này và bản thân mình cảm thấy rất là vui và thấy mọi người rất là vui khi mà nhận những cành bông của mình ấy mọi người. Nhiều lúc là nghĩ là thôi đừng có tặng, người ta ngại, người ta không nhận đâu. Nhưng mà khi mà tặng rồi ấy, thì thấy là à thì ra là mình không tặng chứ mình tặng người ta rất là vui và người ta rất là thích. Bây giờ sắp tới rồi cho nên mình sẽ đi tặng tiếp. Cái này là một tặng cô 8 tháng 3. Chúc cô 8 tháng 3 là vui vẻ, mạnh khỏe, xinh đẹp luôn nhá. Mọi người thấy không? Hai cô rất là vui luôn. Khi mà mang cái niềm vui nhỏ này đến mọi người thì mình cũng không nghĩ là mọi người sẽ vui đến như vậy. Mà khi mọi người vui thì bản thân mình cũng cảm thấy rất là vui và cũng có tí hạnh phúc cho mọi người. Mà không hạnh phúc nhiều nhá. Khúc này mình tặng chị Dân Quân, sau đó tặng các bạn người Thái Lan này mọi người. Hải Quân lung bao hoa. Sụi ma. Cảm ơn ca. Đó thì như mọi người thấy đây là những cô rất là bình thường luôn, những cô, những chị bán hàng ở phố đi bộ. Mình hỏi cô là có khi nào mà nhận được hoa chưa thì cô nói là chưa bao giờ. Nên thấy cái cảm xúc mọi người rất là bất ngờ và ngại ngùng. Tặng chị nhân dịp 8 tháng 3 nhá. Chị rất muốn cảm ơn nhưng mà tại chị không thể nói được. Đấy là phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cảm ơn chị nha. Đó, mình tặng chị tượng này luôn và có ủng hộ chị một chút xíu. Vì khi mình thấy công việc này của chị, mình thấy rất là ngưỡng mộ chị. Đó, thấy không? Ai cũng vui hết mọi người. Tặng được các cô lớn tuổi này mình vui lắm. Còn đây là các bạn trẻ thì khi mà mình tặng các bạn thì các bạn cứ nghĩ là mình bán hoa. Nhưng mà đâu phải như vậy đâu. Đây là cậu nhóc, mình tặng cậu để cậu tặng mẹ nhân dịp 8 tháng 3. Em hỏi anh thế sao với em nhà Mai Trung Lê? Em và Mai Kim Liên hả? Mọi người thấy cô bé này nhìn quen không ạ? Trời, bé biết mình luôn đó mọi người. Rồi là còn kêu là tặng bạn em với. Thì cuối cùng mình cũng đã tặng hết gần 100 bông hoa rồi. Cảm giác của mình bây giờ thì cũng như lúc đầu thôi, vui và rất là hạnh phúc. Thì nhân dịp mùng 8 tháng 3, mình Hải Vót xin chúc tất cả những chị em phụ nữ, những người mẹ, những người cô, những người bạn và những người chị, những người em thương yêu thì có một ngày mùng 8 tháng 3 luôn mạnh khỏe, luôn xinh đẹp và thật là hạnh phúc.